Một A ha. Thì đứng trước một bài giới hạn thì mình sẽ lấy giới thiệu. Thì có nghe em rõ không? Nghe rõ lắm. Mình đang nghe rõ không? Alo, mình đang nghe không? Vâng ạ. Nghe rõ không? Hả? Ok thì dạ. Dạ nha. Thấy rõ không? Hơi lắc. Hơi lắc à? Alo. Chắc lâu mà em thấy. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. À có thì ạ. Rồi, bắt đầu giải 1A nha. Ra. Rồi. Vâng. Mình gặp khi mình gặp một bài giới hạn đây nha, đó, nó có phân số thì mình sẽ lấy bình thế và tử, mình cũng lấy bình thế và mẫu. Nghe được. Ok ha. Dạ. Bắt đầu giải rồi ha. Được chưa? Rồi. Thì bây giờ khi mà mình thấy một phần tử á, thì mình sẽ có được là nó ra cho mình là infinity, tương tự với mẫu này cũng là infinity. Ok không? Chú còn phân tích sâu hơn xíu không? Hả? Alo, vẫn đang nghe không? Hả? À vâng, nghe kìa. Mạng em mới lắp kìa. Ok, mình nhắc lại đây nha. Khi mình đứng trước một bài giới hạn á, khi mình đứng trước một bài giới hạn á, thì mình sẽ lấy giá trị mình sắp vào ở trên, như là mình sắp vào ở dưới, phải chưa? Ở trên mình sắp vào mình sẽ được là natural logarithm của không cộng. Đây là đồ thị của nó đây. Vâng. Đây là đồ thị của nó nè. Thì không cộng thì nó sẽ kéo xuống cho mình, nó đi xuống nè. Là negative infinity nha. Với mẫu cũng tương tự, cũng là không cộng luôn, cũng là negative infinity luôn. Vậy tóm gọn lại là nó có dạng là infinity chia cho infinity, được không? Được. Vậy mình áp dụng phương pháp là L'Hôpital, được nha. Rồi, làm nháp từng cái điền vào cho nó gọn, được nha. Đầu tiên là tính log nè. Của là sin bình x. Thì áp dụng công thức là log u đại hàm ha, bằng là u phẩy. U phẩy nè, chia cho u nè. Được không? U phẩy ở trên á thì mình sẽ có luôn là áp dụng là power rule ha. Tức là mình sẽ có là sin x nè. Tất cả bình phương rồi phẩy nha. Power rule thì mình sẽ là đưa 2 xuống. Nhân cho u phẩy thì nó ra cos x. Rồi ra cho mình là sin x. Rồi thì đây mình sẽ được là sin bình x. Rồi mình đi rút gọn thì mình sẽ được là 2 lần cos x chia cho sin x. Được không? Rồi đi qua ha. L'Hôpital là đạo hàm ở tử, đạo hàm ở mẫu riêng lẻ, không liên quan gì đến nhau ha. Nha. Ok, mình xuống nhá ha. Rồi, có cái gì đúng không? Xuống nhá nha. Ok. Rồi, bây giờ mình tính cái thằng còn lại ha. Cô áp dụng công thức ha, nó sẽ bằng là u phẩy nè ha. Chia cho u. Rồi trên mình là áp dụng công thức ha, là tan u độ hàm, nó bằng là u phẩy. Nhưng cho là 1 cộng tan bình. Được không? Ok, lại tiếp tục ha. Tiếp tục thì bây giờ mình sắp vô ha, như vậy ha, đấy ha. Ở đây mình ôn lại một xíu nha, mình có công thức là tan u độ hàm nè. Thì nó sẽ bằng là u phẩy nhân cho là 1 cộng tan bình. Nó bằng luôn cho mình là u phẩy nhân cho là secant bình. Nó bằng luôn là u phẩy chia cho cos bình. À, trong trường hợp này là mình dùng cái nào cũng được ha, được không? Nó nhiều tầng quá nên mình sẽ dùng cái này đây cho nó gọn. U phẩy thì nó ra cho mình là 3 ha, đấy chưa? Rồi. Nó đang nằm dưới mẫu này, tức là nó đang là chia thì mình sẽ nhân cực đảo, ok ha, nhân cực đảo này ha, nhân cho là tan 3x sẽ là 3 1 cộng cho là tan bình của là 3x. Rồi, không thắc mắc gì thì hỏi ha. Ok thì mình xuống nhá ha. Ok đúng không? Rồi, tiếp tục ha. Tiếp tục mình sẽ dùng công thức sau mình biến đổi bên thêm bớt rồi nó ra. Cái này mình làm nó dài lắm. Được sao ha? Mình có rồi nha, là lim
là xin xin ít chị u luôn nha, xin u chia u nó bằng luôn là lên của là u chia xin u bằng luôn là lên của là tan u chia u bằng luôn là lên của là u chia tan u khi u tiến không thì cái này bằng một nha. U là cái tổng quát trên chín không nha, trường hợp đặc biệt là u trừ s, được không? Rồi bắt đầu mình xúc nè. Khi mình xúc không vô thì cái này nó bình thường, được không? Bình thường ha. Cái này cũng bình thường, cái này cũng bình thường nè. Nhưng mà xúc không vô thì cái này nó sẽ bằng không, cái này cũng sẽ bằng không, và cái dạng không trên không, ok chưa? Được. Nếu mình L'Hôpital tiếp thì mình dồn vô thì tính rất là phức tạp, ok? Được không? Ha. Mình nhân vô thì tính nó cực lắm, nên bây giờ mình sẽ dùng cái phương pháp bên dưới nè, được không? Rồi. Mình tập trung vào hai thằng mà mình làm cho nó bằng không đó thì mình nhìn cho nó nha. Tại đây là tử mình nhân ít, mẫu mình nhân ít, được không? Để mình có dạng ít chia sin ít, được không? Rồi tại đây mình sẽ nhân ở đây tan với ít thì mình sẽ nhân là tử nhân với ít, mẫu nhân với ít, ra nha. Rồi okay, đó để làm cho nó gọn chứ ở đây mình lôi tan nữa nó dài lắm. Okay, cái này nè, trường hợp đặc biệt là trường hợp công thức này là trường hợp u trùng ít nha, okay, ha. Bắt đầu ha. Đây mình thêm ít vào nè, mình được là hai lần ít của là cos ít nó chia cho là mình cứ thẳng cho dễ nhìn ha. Rồi nó ăn như là ít nè, sin ít nè, tương tự cái thằng tan bớt này cũng tương tự nha, mình chỉ nhân tử cho ba ít, mình nhân cho mẫu cho ba ít, đây sẽ là tan ba ít. Rồi cái này mình cứ lại là ba, mình nhân cho là một cộng cho là tan bình của ba ít. Rồi mất gì nói nha, mình đặt vấn đề là tại sao mình phải thêm thằng này vào, tại vì nó có ít này để chút sức hệ ở đi ba ít thì mình thêm ít vào, ok chưa? Rồi bây giờ mình sẽ bắt đầu mình phân tròn này, những cái này hai này nè ha, cho là ít chia sin ít nè thì cái này nó sẽ ra một nè, được không? Tương tự thấy này cũng được ha, cũng ra một nè. Được. À, rồi bây giờ mình sẽ đi cancel hay là delete những cái thằng like không, tức là những thằng giống nhau đó. Nha. Rồi bắt đầu tiếp này nha. Ở đây mình có là ít này nó nhân cho 3 thì 3 ít, ở trên cũng có 3 ít nè, mình chia luôn nè. Bỏ này nha. 3 ít nè. Ít nè, 3 nè, rồi hết rồi đó. Được không? Mình gạch màu đỏ cho em dễ nhìn nha, màu đỏ này nha. Đây là 3 ít nè. Thì dưới này cũng đủ 3 ít nè, ít nè, 3 ít nè, ok chưa? Không? Rồi viết về kết quả giới hạn nè. Xếp nha. Xếp ít bằng 0 vô. Bắt đầu sau khi trực tiêu là thì sắp ít bằng không vô. Ở đây là 2 nhân cho cos nè thì trên tử nó bằng 2, được không? Với mẫu thì 4 số đầu tiên nó mất hết rồi, với mẫu thì nó bằng 1 ha, và cái nó bằng 2. Rồi em có gì hỏi đi ha. Không. Ok thôi thì thôi đúng không? Không. Rồi mất thì short nhiều cách lắm ha. À, rồi, ok ha. Để xuống nhá nha. Rồi, để là các bạn đó, cái gì đánh thì vô coi. Một bên. Một bên ha. Một B á, thì cũng đứng với một cái dạng này nha. Thì mình thấy rằng là ở dưới chết nè, ở trên cục chết nè, coi chưa? Không, hoặc là mình nói rồi mình lấy không mình xúc vào thì nó có dạng là một mũ vô cùng, coi chưa? Thì ứng với dạng này mình sẽ làm như sau, mình nhận dạng nha, được chưa? Rồi thì đầu tiên mình sẽ đặt cái thằng là L đó nó bằng cái đề bài, cố gắng cái này phải làm được nha, vì nó dễ nha, mình được phép bỏ một câu nhưng mà những câu còn lại mình phải làm đúng hết, đó là cách mình đi thi, được chưa? Rồi mình sẽ lấy lóc hai bên. Cao. Rồi xin được tiếp nè. Mà lock lim thì hai cái này mình cháo lại, cháo vị trí cho nhau, mình được là lim lock. Được không? Ha. Lim của lock thì mình được phép đưa một phần ít xuống luôn nha. Mình chỉ có được là lim mình trước nè. Đó. Lock mình đưa vào là lock của cục này nha. Mình đưa cái thằng một phần ít ra trước luôn.
có hiệu quả, có hiệu quả thì mình làm chậm lại xíu nha, ok thì thôi à. Được không? Hiểu đúng không? Được không? Rồi. Vậy là mình đang đi tính thằng này nha, nên là lóc L nha, chứ không phải là L nha, chứ nha. Ha. Được không? Còn không thì mình sẽ có cách khác, em có cách nào mà em tiện thì em mình sẽ chọn cái đó nha, cho nó dễ học nha. Như vậy ha, được không? Cái khác này nha. Em phải làm cái cờ đặt lên rồi. Ok, và vậy mình làm bình thường nha. Vậy là cái này luôn ha. Nha. Cái này mình chỉ biết thành phân số. Cái này là tử nhân tử mỗi nhân mẫu thôi. Cái gì đó. Ok không? Rồi, mình đang tính là tính LNL nha. Chú nha. Tính nè. Thì thằng này mà khi x trên 0, nó có dạng là 0 trên 0. Mình áp dụng phương pháp là L'Hôpital. Ok ha. Được không? Cái dạng này người ta gọi là dạng biến thể của L'Hôpital. Mình làm một hồi là mình đã đưa về L'Hôpital rồi. Nha. Ở dưới đại hàm bằng 1 rồi, mình không cần làm nháp, mình làm nháp thằng trên thôi, được không? Thằng trên đó thì mình ra được ha, là e mũ x cộng cho x, điều rất là đẹp, chia cho là e mũ x cộng cho 1, vì là cộng x ha, vì là u phải chia u, được không? Là bằng nè, nó sẽ bằng là e mũ x cộng cho 1, chia cho là e mũ x cộng cho x, được không? Rồi, bây giờ xúc vào ha, ghi được rồi ha. Ok thì mình xuống nhé. Ha. Rồi lấy không xúc vào, không xúc vào thì ở trên bằng 2, ở dưới bằng 1, nó lại bằng 2 nữa, nha. Không. Lóc L bằng 2 thì mình đá cái lên, mình được L bằng A bình phương. Có dùng nào? Không.